Hello, xin chào toàn thể quý vị của kênh YouTube Tin Nóng Từ Thiện. Cách đây khoảng gần 1 tiếng hồ thì Xuân Dũng có đưa một câu chuyện về một cái hoàn cảnh, đó là một người cha, một người chồng đi làm thợ hồ và không may đã bị điện giật và đã qua đời tại bệnh viện 175. Thì sau khi qua đời thì đã gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề tấn liệm, cho nên đã có một số điện thoại là điện đến Xuân Dũng nhờ cầu cứu. Vì đang ở xa, Xuân Dũng không có thể đến trực tiếp đó được, cho nên Xuân Dũng có nhờ một người em, cũng là một người bạn, cũng thường hay đồng hành cùng Xuân Dũng, kêu gọi làm thiện, từ thiện thiện đó quý vị. Thì người em đó tên là Trần Hải ở thành phố Hồ Chí Minh, đã đến tại nhà trọ của cặp vợ chồng trẻ mà có đến 6 đứa con. Thì sau đây thì xin mời mọi người cùng xem cái video mà em đó gửi về cho Xuân Dũng quý vị nhé. Ở ngoài đó là chị bệnh viện đã thông báo mất đúng không? Chưa đâu, nó sẽ khám nghiệm tử thi trước. Không, trong vòng tối nay rồi sáng ngày mai là mình nhận được rồi. Đây là gia đình của chị Hiền và anh Tân. Anh Tân thì làm thợ hồ mà chiều nay á là bị cho lúc mà đi làm á thì bị điện giật đã mất. Chị Hiền ở bệnh viện mới làm các thủ tục nhưng mà chưa được nhận nhận xác của anh Tân về. Hiện tại gia đình của anh Tân với chị Hiền á thì có 6 người con. Bé lớn nhất á, là 12 tuổi và bé nhỏ nhất á, là được 21 ngày tuổi. Còn rất là nhỏ. Hiện tại gia đình thì đang ở Hóc Môn, xã Thới Tam Thôn, sống ở nhà trọ. Chị Hiền thì ở mới ở ngoài bệnh viện 1 mấy năm về về để lo cho mấy bé. Hiện tại thì ở ngoài đó thì có người thân ở ngoài đó để mà làm tất cả thủ tục để đưa anh Tân về. Cô có nói chuyện bình thường. Đây là gia đình của chị Hiền, 6 người con đây. Ủa, chị Hiền ơi, cho em hỏi cái là anh Tân là làm thợ hồ đúng không chị? Và anh đi làm chiều nay bị mất chiều nay đúng không? Thật sự là gia đình của chị Hiền và anh Tân rất là khó khăn. Anh Tân là lao động chính của gia đình, cũng là một thợ hồ thôi. Chị Hiền thì ở nhà nội trợ và lo gia đình, thì nói chung là cũng hơi không ổn định về sức khỏe cho lắm. Thực sự là nhìn nhìn gia đình của chị Hiền và anh Tân thật sự rất là xót. Bé nhỏ nhất thì bà ngoại đang ẵm 21 ngày tuổi, và không biết sắp tới thì gia đình này sẽ như thế nào đây, với 6 người con và người chồng thì đã mất rồi mà lại là lao động chính trong gia đình nữa. Đây là nguyên cái phòng trọ của gia đình chị Hiền và anh Tân. Căn nhà trọ thì dọn diện là khoảng chừng 3, bề ngang là thì khoảng chừng 2 mét rưỡi 3 mét, chiều dài thì khoảng 5 mét, là nơi cư cư ngụ của 8 thành viên trong một cái gia đình.
Và hiện tại thì anh Tân này cũng đã mất rồi, và hiện sắp tới thì không biết là cái gia đình nhỏ này sẽ đi về đâu, cuộc sống thì sẽ như thế nào. Em sẽ quay cái toàn cảnh cái phòng trọ và kể là kể cái gia đình của chị Hiền và anh Tân cho mọi người cùng xem ha. Em được chị Hiền chỉ cho em biết thì hiện tại bây giờ thì công an cơ quan chức năng đang nghiệm thi, và sau khi nghiệm thi xong thì sẽ đưa xác của anh Tân về chùa và xin mỗi cũng 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 nhờ bà con ở đây cũng như là tất cả mạnh thường quân hỗ trợ mua cái tiền quả táng, chứ thật sự là cũng không có đất, cũng không có đất để mà không có tiền để mà trang trải cái tiền mua hòm và tất cả cái chi phí cái đám tang nữa. Hiện tại giờ nhìn nhìn mấy cháu nhỏ này nè, sáu đứa, thật sự rất là xót. Hôm nay em Trần Hải cũng đại diện cho group anh em nhân ái và cũng đại diện cho của kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân đến thăm trước và sẽ hỗ trợ trước cho gia đình chị Hiền một ít để trước mắt là mua sữa và tã cho mấy bé. Sắp tới thì tất cả các hội nhóm, cũng mong tất cả các hội nhóm cộng đồng Bảo Vũ Đường Xa cũng như là kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình chị Hiền và anh Tân để có một ít để lo cho các cháu. Dạ, em anh Phạm Xuân Dũng, chủ kênh Tin Nóng Từ Thiện, hỗ trợ cho chị Hiền trước mắt là 1 triệu để mà trước mắt là hỗ trợ chứ 1 triệu để mà lo trước. Thì sáng ngày mai anh Phạm Xuân Dũng sẽ lên hỗ trợ thêm cho gia đình nữa. Và rất anh em nhân ái cũng hỗ trợ cho chị trước mắt là 500, thì cái này là khoản tiền trước mắt thôi. Sau này thì ngày mai thì tụi em sẽ lên một cái bài nữa để hỗ trợ cho gia đình nữa. Thật sự là cũng nhìn thấy gia đình thật sự là rất là xót. Bé nhỏ thì mới có 20 ngày tuổi thôi. Cũng mong tất cả các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho gia đình chị Hiền và anh Tân. Người cha, người chồng, một cái trụ cột, một người lao động chính trong gia đình bây giờ đã mất. Thật sự là để lại những người con, những đứa con nheo nhóc như thế này thật sự là nhìn rất là xót. Và thật sự là em bây giờ em cũng không, em không biết nói như thế nào luôn á. Cũng mong, cũng kính mong tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước và các cơ quan có thể là hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình chị Hiền và anh Tân. Một lần nữa em xin mong anh em trong cộng đồng và tất cả các mạnh thường quân trong cả trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho gia đình chị Hiền và anh Tân. Nhìn các cháu mà thật sự rất là tội, rất là thương luôn á. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, chắc là mọi người vừa xem xong đoạn video rồi cảm thấy rớt nước mắt khi mà hai vợ chồng trẻ mới có 31, 32 tuổi thôi mà có đến là 5-6 người con. Đó, trụ cột gia đình là em Tân qua đời để lại một người vợ và 6 người con như vậy ở một cái khu nhà trọ nghèo tại ngoài ô thành phố Hồ Chí Minh, đang ở trọ ở Hóc Môn đó quý vị. Thì ngày mai sáng mai Dũng sẽ lên đây sớm và để động viên cũng như hỗ trợ một chút kinh phí để phụ cho em Hiền
lo cho chồng của mình được trọn vẹn cái vấn đề sinh tử, nghĩa tử là nghĩa tình rồi quý vị ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu quý vị có muốn hỗ trợ cho cái hoàn cảnh này thì hãy liên hệ với Xuân Dũng qua số điện thoại 0834 69 8879 quý vị nhé. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều.